Lý Nhất Đồng, mỹ nhân chuyên đóng thể Triều Lệ Dĩnh, bị gọi là bình cứu hỏa vì lý do bất ngờ. Lý Nhất Đồng sinh năm 1990 tại thành phố Sơn Đông, Trung Quốc. Là một cô gái tài năng giỏi về ca hát, vũ đạo, thư phát từ nhỏ, Lý Nhất Đồng đã rất yêu thích học múa và từng ước mơ sẽ trở thành giáo viên dạy vũ đạo. Năm lên 10 tuổi, Lý Nhất Đồng bắt đầu học nhảy múa bằng cách tham gia các lớp đào tạo nghiệp dư. Hai năm sau, theo lời giới thiệu của một giáo viên, Lý Nhất Đồng nộp đơn và được nhận vào trường nghệ thuật thâm quyến sau khi nhận được bằng cử nhân muối dân gian của học viện khiêu vũ bắc kinh lý nhất đông đã làm các công việc liên quan đến khiêu vũ như giáo viên dạy nhảy biểu diễn múa cô cũng từng ấp ủ dự định mở một quán trà kết hợp với biểu diễn nghệ thuật nhưng sau vài năm hoạt động trong ngành múa, lý nhất đồng quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. cô ký hợp đồng với một công ty quản lý nghệ sĩ và theo học một lớp đào tạo. chỉ vừa bắt đầu học cách uống lưỡi để nói thoại cho trôi chảy và diễn cảm thì cô đã có cơ hội đóng vai chính nhiếp khuyên thành, một vũ công nổi tiếng nhất thượng hải, màn vóc dáng nửa người nửa quỷ của phim truyền hình đầu tiên "bán yêu khuyên thành" vào năm 2016. phim lấy bối cảnh vào cuối đời nhà thanh, trải dài đến thời kỳ quốc dân. Do liên quân tám nước tấn công vào Bắc Kinh, nhiếp như phong, vương mộ lôi, đưa vợ con đi trốn. Trước sự bao vây của kẻ địch, để cứu chồng cùng hai con gái, ứng dịp, An Dĩ Hiền đã tình nguyện để lộ thân phận không giống người của cô. Khoảnh khắc lưu ứng nhiệm mọc ra đôi cánh trắng đã bị ghi lại. 15 năm sau đó, nhiếp Quyên Thành, Lý Nhất Đông, con gái của nhiếp Như Phong và ứng điệp rơi vào lưới tình với chàng công tử Minh Hạ, trừ triết hạng tại Thượng Hải. Thế nhưng, việc Quyên Thành là bán yêu khiến mối quan hệ của họ luôn gặp trắc trở và chìm trong bi thương. Bán yêu Kinh Hành nhận được khá nhiều sự quan tâm. Lý Nhất Đồng cũng nhờ bộ phim này mà thuận lợi thăng tiến vào giới giải trí và nhận được giải thưởng diễn viên mới của năm. Tên tuổi của Lý Nhất Đông càng được biết đến rộng rãi hơn sau thành công vang dội của tân anh hùng xạ Điều năm 2017, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Lý Nhất Đông nhận được danh hiệu diễn viên mới của năm của giải thưởng điện Thị Chỉ Nam CCTV nhờ vai Hoàng Dung trong phiên bản tân anh hùng xạ Điều. Trong vai diễn này, cô cũng thu hút khán giả bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu và lanh lợi. Sau khi đóng tân anh hùng xạ điêu, nhiều người bắt đầu yêu thích tôi. Có được hào quang này, tôi cảm ơn ông Kim Dung đã miêu tả một nhân vật hoàng dung hoàn hảo đến vậy. Trong quá trình quay ở ngoài phim trường, bộ phim đã đào tạo tôi thành một kim không. Bởi chúng tôi phải diễn xuất trong môi trường nóng như thiêu đốt, mặc trang phục cổ trang dày cột và làm việc gần 20 giờ mỗi ngày. Tôi đã tích cực tập thể dục trước đó để khả năng chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ, Lý Nhất Đồng kể lại. Ngoài ra, vì trước đây đã có nhiều phiên bản anh hùng xả điêu ra mắt và được công chúng đón nhận, thế nên Lý Nhất Đông không tránh khỏi bị áp lực với vai hoàng dung của mình. Cách để giải quyết áp lực với tôi là đọc nhiều lần cuốn sách gốc của Kim Dung, bởi trước đây tôi chưa xem bất kỳ phiên bản nào của anh hùng xả điêu. Đạo dĩ gợi ý xem phiên bản năm 1983 hay 1994, nhưng tôi muốn tránh bắt trước nên nhất định không xem. Lý Nhất đồng kể thêm. Nhờ vai diễn Hoàng Dung, Lý Nhất Đồng còn lọt vào danh sách những người gây ảnh hưởng của làng giải trí trên Weibo, đứng vị trí thứ 6. Tiếp theo đó, Lý Nhất Đồng được mời đóng vai nữ chính của một loạt phim truyền hình, phim chiếu mạng như Mỹ Dạ Vô Cương, Kiếm Vương Triều, Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em, Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu, Triều Ca, Anh Đừng nghĩ Quá Nhiều, Đại Đường Nữ Nhi Hành. Tuy chủ yếu học diễn xuất từ thực tế trên trường quay, nhưng những năm tháng học nhảy múa trước đây đã giúp ích đáng kể cho Lý Nhất Đồng trong biểu đạt ngôn ngữ hình thể. Lý Nhất Đồng cho biết, Cô không thiết kế kỹ thuật diễn xuất cho các nhân vật, mà chỉ nhập vai bằng cảm nhận và cảm xúc từ trạng thái thực tế của mình. Chuyện đóng thế cho Triệu Lệ Dĩnh vì nhan sắc tương đồng Lý Nhất Đồng được nhiều người nhận định là có ngoại hình và nhan sắc khá giống Triệu Lê Dĩnh. Cô có phóc dáng chuẩn, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, nhan sắc không thua kém bất cứ mỹ nhân nổi tiếng nào trong làng giải trí hoa ngữ. Nhưng để có được chỗ đứng trong làng giải trí, chỉ nhan sắc thôi chưa đủ. Do đó, cô bắt đầu đi lên từ những vai đóng thế, chỉ nhìn thấy sau lưng không rõ mặt. Dần dần, biên kịch vua chính đã nhận thấy tiềm năng và sự cố gắng của Lý Nhất Đồng hỗ trợ cho cô nhiều hơn trong công việc. Khi Triệu Lê Dĩnh tạm ngưng công việc vì mang bầu, Lý Nhất Đồng bắt đầu có nhiều cơ hội hơn để thể hiện mình. Theo thời gian, cô dần tham gia nhiều bộ phim hơn, đóng từ những vai phụ. Chỉ sau vài năm, người đẹp giờ đây đã vượt sáng trở thành mỹ nhân khiến nhiều người khen tị khi hợp tác cùng những nam thần hàng đầu như La Tấn, Lý Hiện. Bị gọi là bình cứu hỏa vì chiên dập đồ hot bàn diễn nam. Lý Nhất Đồng đang bị các netizen Trung Quốc đặc biệt danh bình cứu hỏa. Mỹ Nhân sinh năm 1990 đóng phim bao năm nay nhưng mãi vẫn không có tác phẩm nào nổi tiếng. Dù bạn diễn cùng toàn Mỹ Nam có danh tiếng, các phim có lý nhất đồng đều trở thành bơm xịt. Trong hải đường kinh vũ Yên Chi Thấu phát sóng vào năm 2019, Lý Nhất Đồng đóng cùng Đặng Luân. Thời điểm đó, Đặng Luân đang là sao nam hot nhất nhiều màn ảnh sau thành công của Hương Mật từ Khói Sương. Bộ phim ra mắt rầm rộ nhưng kết thúc trong âm thầm với 5,5 điểm trên Dubai. Phim bị chê vì tình tiết phim quá rối não, truy tình yêu Tây Ba, Tây Tư không hợp thời. Đến khi Kim vướng triều, Lý Nhất Đồng cũng dập luôn đồ hot của Lý Hiện, dù anh đang cực nổi sau cá mực hầm mực. Phim được 6,2 điểm trên Douban và bị nhiều khán giả bỏ ngang vì không thấy được Lý Hiện và Lý Nhất Đồng có phản ứng hóa học đúng nghĩa. Đầu 2020, Lý Nhất Đồng cùng Sang Nam nổi tiếng Trần Kiến Bân có bộ phim được xếp vào danh sách thảm họa, Yêu Anh đừng nghĩ quá nhiều. Phim được quay từ 2018 nhưng 2 năm sau mới được phát sóng. Phim được vỏn vẹn 3,2 điểm đô nội dung bị chê cũ, không có gì hấp dẫn. Đặc biệt, Trần Kiến Bân và Lý Nhất Đồng khiến khán giả không thể cảm thụ được chemistry của một cặp đang yêu vì họ lệch nhau đến 20 tuổi. Gần nhất, Lý Nhất Đồng tham gia chỉ vì phút giây được gặp em, đóng cùng luật nghị. Tuy nhiên, phim chỉ nhận được 4,1 điểm tiêu bàn. Mỹ Nam lưng lấy một thời luật nghị cũng không thể giúp ích gì được cho bộ phim. Việc được đóng chung với toàn bài diễn nam nổi tiếng nhưng phim vẫn thất bại toàn tập khiến Lý Nhất Đồng bị khán giả soi xét, chê bài. Các dự án có sự góp mặt của Lý Nhất Đồng như Thân Ái Chi Ái đóng cùng Hồ Nhất Thiên, Đặc Chiến Vinh Diệu đóng cùng Dương Dương, Đại Đường Nữ Nhi Hành kết đôi cùng Hứa Khải cũng bị đem ra mổ xẻ. Netizen không biết trong tương lai sao nam đang hot nào sẽ bị Lý Nhất Đồng chọc lửa.